Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ giới thiệu tới quý vị dự án mới nhất 6 căn nhà cách với bến xe Yên Nghĩa 1 km, cách với khu đô thị Đô Nghĩa 100 m, kia là đường ngõ ô tô. Và 6 căn nhà này thì ô tô nhỏ có thể đi qua cửa. Thực tế hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích 40 m². Căn nhà này thì có rất là nhiều ưu điểm, mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể đường ngõ thực tế ở trước nhà. Nó khoảng tầm 3 m, hơn 3 m mọi người ạ. Đây, 6 căn, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 6 căn nhà này, 6 cuốn sổ đỏ riêng biệt, hồ sơ điện nước riêng biệt. Đây là đồng hồ nước riêng biệt từng căn. 6 căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, vẫn còn một chút nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. 6 cuốn sổ đỏ diện tích từ 40 m trở lên mọi người nhá. Và với thiết kế 4 tầng thì ở đây 6 căn nhà xây dựng riêng biệt từng căn, tường riêng, móng riêng, cột riêng quý vị nhá. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế toàn bộ là ốp đá granite. Và phần cửa chính của 6 ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau, thiết kế tương tự tự nhau, cho nên ngoài sẽ quay căn cuối cùng để gửi tới cho quý vị. Với cái phần mặt tiền thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực kéo. Với cái vị trí này cách với cổng khu đô thị Đô Nghĩa 100 m, giao thông đi lại thuận tiện, gần với trường tiểu học ở Yên Nghĩa, gần với trường trung học cơ sở và mầm non. Nói chung về những cái tiện ích sinh hoạt thì thiết kế cũng như là cái vị trí xung quanh rất là đầy đủ, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc là làm ở cái đoạn đường Khuất Duy Tiến trở lại thì cũng rất là gần quý vị nha. Nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 8 km quay đầu thôi. Xung quanh đầy đủ tiện ích. Và với cái khu đô thị Đô Nghĩa thì quý vị có thể biết qua được là nó của khu đô thị Nam Cường mọi người ạ. Cho nên với cái tiện ích công năng sử dụng nội khu rất là đầy đủ, công viên nước cũng như là đường xá, cơ sở vật chất hạ tầng rất là phát triển. Và với cái căn nhà này diện tích 40 m², thiết kế rất là hợp lý. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, khu vực để xe máy riêng quý vị nhá. Đó, được lát gạch kích thước 60-60 vân đá riêng biệt để phần để xe. Này, ngoài review rất là chi tiết, hướng của 6 căn nhà này cùng là hướng Tây Nam. Với cái phần ngăn cách giữa cầu thang và phần để xe, ở đây có một cái vách CNC gỗ thiết kế vô cùng hợp lý. Mời người theo em tiếp theo, căn nhà này cũng như những căn nhà kia thoáng trước thoáng sau như thế nào ạ? Đây là phần thoáng ở phía mặt sau của ngôi nhà đó. Những cái căn nhà này có như thế nào, ngồi anh quay review cụ thể chi tiết cho quý vị. Đây là phần phía sau của các căn nhà thiết kế giống nhau. Nếu như quý vị về có muốn làm thêm trần sáng ở kia thì cũng rất là hợp lý. Cái khu vực này thì quý vị có thể chế biến đồ tươi sống sau này. Còn đây là cái phần không gian phòng bếp. Căn nhà này thì còn một chút cái phần kéo điện nữa là xong hết. Và xung quanh bếp thì là còn một cái phần đây, kính úp bếp nữa mọi người ạ. Đó, là xong hết cho mọi người. Phần tủ bếp thì hoàn thiện cơ bản là đã xong. Tủ gỗ MDF lót xanh, chống cong vênh, độ bền từ 9 đến 12 năm cho quý vị sử dụng. Chống cong vênh, chống mối mọt. Mặt bếp thì là ốp đá đen và xung quanh bếp thì là ốp kính của bếp kia. Với hai cái tông màu, màu trắng và màu nâu. Nói chung với cái màu này thì bây giờ nó khá là phổ thông. Tuy nhiên về cái màu sắc của nó đơn giản mà lại rất là tinh tế. Với cái phần đây là không gian phòng bếp, rất là thoáng, cửa mở thoáng cực kỳ luôn. Và ở đây thì quý vị có thể để một bộ bàn ăn. Với cái căn nhà diện tích rộng cho nên thiết kế riêng biệt từng phòng rất là hợp lý. Đây, phần phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1, đầy đủ với bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Căn nhà này gần như gọi là cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Cho nên nếu như từ vị trí này mà đi lên tới cầu Mũ Lao, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 6 km thôi mọi người ạ. Gần với lại bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với cầu đen, cầu trắng, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào. Quý vị có thể lấy cái điểm mốc cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, khu đô thị Đô Nghĩa làm điểm Google Maps để quý vị đo được cái đoạn đường, cái khoảng cách từ vị trí quý vị đang ở hoặc quý vị đang đi làm để có thể cân đối.
với cái căn nhà này, diện tích 40m hướng nhà Tây Nam, và ưu điểm đó là đường ngõ trước nhà là ô tô có thể vào tận cửa. Phần toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế đây toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá hoa cải. Mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với phần tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là một không gian phòng khách vô cùng là thoáng. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế, cửa sổ rất là rộng, hệ thống trần thạch cao, đèn led đang chuẩn bị được lắp đặt. Đó, đây là cái vách tấm vân đá, nó là nhựa mọi người nhá, nhưng mà nó là vân đá, độ bền cũng khá là lâu. Đây, đây là kệ tivi. Không gian ngăn cách giữa cái phần cầu thang và phần phòng khách thì ở đây có vách xi, cái xi ở đây. Đó, tủ kệ thực tế ở dưới. Thiết kế đầy đủ công năng, giao thông đi lại thuận tiện. Và với cái căn nhà này ấy, thì chủ nhà hiện tại đang chào giá chào bán là 3.500.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, tất cả đều có sổ đỏ đầy đủ bàn giao trong ngày. Và với cái căn nhà này thì hỗ trợ lên được tối đa 70% giá trị cho mọi người nhé. Hành lang đi vào tiếp theo từ cái phần kia là phòng khách thì đây là một phòng ngủ. Phòng ngủ này hướng ra mặt ngõ. Đây, vuông vắn. Cụ thể cái căn nhà này thì nó là thuộc Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường, gần với trạm y tế, gần với lại trường xung quanh ấy, chợ, trường, phường, trạm, đáp ứng cho quý vị đúng 500m là đầy đủ hết những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh. Đó, còn quý vị có thể cân đối, cân đo đong đếm cái quãng đường đi lại bằng cách Google Maps dưới khu đô thị Đô Nghĩa nhé. Đó, cửa thông phòng thì thiết kế ở đây là cửa gỗ. Đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Tầng 2, ngoài cái phần phòng khách và phòng ngủ thì ở đây còn một phòng vệ sinh sử dụng ở phía tầng 2. Đây, đầy đủ về bồn cầu liền khối, hệ thống sen tắm nóng lạnh. Đó. Với cái phòng vệ sinh này thì chủ nhà là ốp gạch lên tới 2/3 của trần này mọi người ạ. Với cái tông màu cũng khá là hợp lý. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, đây là phần tầng 2 rồi, mời người theo em lên phía tầng 3 nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây, phòng nào cũng vuông vắn, phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Bởi vì hiện tại cái căn nhà này thì cái đường điện nó chưa vào cho nên là đang là chưa có điện mọi người ạ. Và hệ thống đèn led thì chủ nhà còn chưa lắp. Đó, tuy nhiên ngói vẫn quay review cho quý vị, đường ngõ ô tô rất là thoáng. Như vậy lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng ngủ riêng. Phòng nào cũng vậy. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong tầng 3. Ánh sáng ngập tràn đầy đủ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đấy, phòng vuông vắn. Kê giường tủ rất là dễ. Đây, hướng nhà là hướng Tây Nam quý vị nhé. Đó, phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Thiết kế tương tự, đầy đủ công năng, sử dụng theo từng tầng. Giá chào bán 3.500.000 như vậy với cái căn nhà này, hiện tại quý vị có thể vay được tối đa ngân hàng khoảng tầm 1.7 cho tới 1.8. Đó, phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Sau đây mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhá. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế rất là hợp lý mọi người ạ. Đây là một căn phòng riêng chủ nhà thiết kế để quý vị có thể làm phòng thờ. Tất cả các phòng, phòng trước, phòng sau, ánh sáng đều ngập tràn và đầy đủ. Đó, rất là thoáng với không gian này. Một phòng riêng thoáng. Phòng này thì tùy công năng sử dụng, chỉ quý vị có thể để làm phòng thờ, phòng làm việc, hoặc là mọi người có thể chia thành hai phòng để đồ đồ chẳng hạn. Còn đây là phần sân phơi. Và tiếp theo là xung quanh khu vực dân cư vô cùng đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện. Đó, đây là cái khu vực để máy giặt. Với cái căn nhà này thì hồ sơ điện nước riêng.
nhà thiết kế xây dựng riêng biệt từng căn, giá bán 3 tỷ 500 triệu hướng nhà Tây Nam. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về ngôi nhà này, vẫn còn những căn nhà bên kho hàng Nhà Tốt rất là rẻ, giá chỉ từ 1 tỷ 270 triệu đồng một căn nhà 3 tầng, cả nhà và đất, sổ đỏ đầy đủ mọi người nhé. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để em có thể tư vấn về cái tầm tài chính cũng như cái nhu cầu mong muốn của anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.